Hello anh em, lâu lắm mới quay trở lại ngồi lên để làm một cái video hướng dẫn mọi người. Nó lại là một cái chủ đề khá là được mọi người quan tâm. Đấy là cái vấn đề uốn cong. Nó là cái vấn đề gọi là đi cùng năm tháng với cả anh em rồi. Trong cái video lần này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để vẽ được cái tấm uốn cong sử dụng cái dưỡng nhựa hoặc là dưỡng nhôm. Thì trên cái hình mô phỏng ở đấy thì mình có tham khảo được một cái ảnh ở trên mạng. Thì mình để vào cái hình này để cho mọi người dễ hình dung hơn là cái nội dung mình chuẩn bị nói đến nó là gì và cái kết quả nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ tóm tắt nhanh. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo ra cái tiết diện giao nhau. Đấy, tiết diện giao nhau ở trên ABF. Thế sau đấy là tạo một cái sửa một cái con dao mẫu để hạ nền cái tấm 17 mm này, 17-18 mm này, và mình cũng chỉ luôn cho mọi người cách để mọi người tính được cái chiều dài của cái đường tròn này, của cái đường cong này. Đấy, nó lại liên quan đến một tí toán học, chắc là toán học lớp lớp 6, lớp 7 gì đấy. Ok, đấy mình sẽ bắt tay mình vẽ một cái tấm có kích thước là đâu đấy khoảng tầm 2 mét đi. Đó. Rộng và dài khoảng tầm 80 cm, 800,2 m. Ok này, mình sẽ thực hiện mình cút nó lên 17,5 mm. Đó, sau này mình sẽ mách giữ lại. Đấy, mình giả sử đây nó sẽ là một cái hồi. Đây là một cái hồi của cái tủ nhá. Thế sau khi uốn xong, mọi người muốn để lại cái mọi người muốn để lại cái chiều dài của cái này là bao nhiêu ấy, thì mình sẽ bắt đầu mình đặt cái tiết diện giao nhau. Đấy, vào đấy thì ở đây nhá, ở đây mình có một cái thanh dưỡng là R18 này, R35, R50, thì đấy là kích thước hoàn thiện. Ví dụ R18 thì hoàn thiện cái R này của mình này. Đấy, cái này của mình nó sẽ là 18, cái đoạn này này, đây cái đoạn này của mình nó sẽ là 18 này, nó sẽ là 10, R18, cái này là R35. Đó, tương tự cái này là R50. Vậy thì làm sao để tính được độ dài của cái này? Thì 18 thì có phải với R18 thì cái đường hạ nền của mình cần phải rộng bao nhiêu? Đấy, thì mình sẽ có một cái công thức. Đó là mọi người sẽ lấy cái số 18 nhân với 3 nhân này 3,14. 3,14 đây là cái số gì? 3,14 đây là cái số pi. Đấy, chia cho 2 tất cả cái này. Tất cả cái này chia cho 2. Đấy, chia cho 2 như này. Đó. Thế thì với cái trường hợp mà ví dụ R18 nhé, thì mọi người sẽ tính nhanh, mọi người lên máy tính nhé, mọi người bấm 18 nhân 3,14 bằng chia cho 2, thì mình sẽ được cái kết quả là với cái R18 thì mình sẽ ghi ra đây nhé, 18 này. Đấy, thì cái độ rộng của cái rãnh mà cân hạ nền nó sẽ rộng là 28,26, thì mình sẽ để là 29 mm, nó rộng hơn một chút cũng được mà. Wow, thì mọi người càng dễ uốn, mà sau khi uốn thì mọi người có thể bỏ cái keo vào. Nên tương tự như vậy thì mình sẽ có R35, mình sẽ có R35 đấy. Và R50, mọi người cứ áp dụng đúng cái công thức này nhé. Ví dụ như là 35 thì mình sẽ là 35 nhân 3,14 chia cho 2, mình sẽ được là 54,95. Thì mọi người có thể là làm 55 hoặc 56 cũng được, thì nó thừa một chút cũng được mà, nó thừa một chút uốn nó càng đỡ căng đúng không? Ví dụ mình để là 55 đi. Đấy, 55 như này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vẽ một cái tấm nó sẽ dài là 2 mét luôn. Đấy, của nó sẽ là 55 phẩy 2 m. Một cái tấm như này. Rồi mình thực hiện cút cái tấm này lên, cút lên bao nhiêu cũng được, cút lên 30 đi. Đó, xong mình mix cái này thành một group. Mix nó thành một group này. Bây giờ mình sẽ di chuyển nó, cái điểm này nó sát vào đây. Sát vào đây như này. Bây giờ mọi người muốn bỏ lại đấy bao nhiêu cm? Đây, ví dụ như là cái khoảng cách này. Đấy, căn thường. Đấy, cái khoảng này mọi người muốn bỏ lại là 2 cm đúng không? 2 cm chỗ này. Thì mọi người sẽ dùng cái lệnh M. Mọi người kéo nó vào trong này. 20. Được rồi, thấy chưa? Sau đấy mọi người dùng tiếp cái lệnh M cho mình. Kéo nó xuống cho nó ngập. Này, cho nó ngập. À, lệch mọi người đấy. Nó khóa cái trục vào lại. Đó, nó ngậm vào như này.
nó ngậm vào đâu 1 2 ly hay 10 ly không quan trọng, nhưng quan trọng là nó có ngậm vào là được. Sau đấy mọi người sẽ vào cái phần cài đặt của AVS như này, rồi mọi người vào phần tiết diện giao nhau. Mọi người có thể bấm vào bất kỳ một loại tiết diện giao nhau nào, ví dụ mọi người ở đây mình chọn rãnh họng này. Thì cái phần tạo mới này mọi người lưu ý cho mình là khi mọi người bấm vào cái nút tạo mới ấy, thì có một cái thông số mọi người cần phải quan tâm nhất, đó chính là cái thằng layer. Thằng layer này nó sẽ là cái chìa khóa để cho mọi người làm rào cho nó ở bên alpha. Thì ở đây mình sẽ đặt cái thông số là thế nào, ví dụ như là cái chỗ đấy là mình muốn hạ lên, mình muốn hạ lên đúng không, mình sẽ viết tắt là hn này. Hn mình viết hoa nhé, viết hoa hay viết thương đều được, nhưng quan trọng là mọi người viết cái gì thì mọi người sang alpha mọi người phải viết như vậy. Mình cho một cái gạch dưới vào, gạch dưới như này, z1. Z1 ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi hạ lên, sau khi hạ lên thì cái tấm đấy của mình hoàn thiện nó còn 1 mm. Đó, được chưa? Rồi cái phần kéo giãn x cái này là cái phần mà để cho nó khử cái dao. Ví dụ nhá, mọi người muốn nó cái dao của mình nó đi đến đúng cái điểm này. Đấy, đúng cái điểm này nó dừng lại thì mình không cần phải thêm x vào đây. Đấy, đúng cái điểm này nó dừng lại. Thì nếu như đúng cái điểm này mà nó dừng lại thì mọi người sẽ bị một cái là cái bán kính dao nó còn lại ở trên cái tấm này. Thì khi đấy mọi người sẽ phải lấy cái dao dao chổ, dao đấy mọi người sấn nó đi đúng không? Thì không muốn bị như vậy thì mọi người sẽ thêm cho mình cái thông số x vào đây. X ở đây sẽ bằng 1/2 đường kính dao. Ví dụ mọi người sử dụng dao 6 thì đây mình sẽ nhập số 3. Đó, thì nó sẽ kéo giãn cái x ra, được chưa? Rồi ở đây mình sẽ đặt tên là hạ nền còn 1 mm. Đặt rõ ràng như thế này, trong mình bấm vào cái nút xanh này lưu nó lại, được chưa? Ok, bây giờ nha, mình sẽ bấm vào cái phần tiết diện giao nhau ở đây, ấn ok này. Ở đây mình vừa mới tạo thêm một cái thì nó sẽ nằm ở vị trí cuối cùng. Mình sẽ bấm vào phần hạ nền còn 1 mm này, bấm vào cái thanh giữa này, xong bấm vào cộng đó như vậy. Và bây giờ cái thanh này của mình nó hết tác dụng rồi, mình sẽ đen nó đi. Đó, mình sẽ đen nó đi và sau mình sẽ gắn nhãn cái tấm này, được chưa? Gắn nhãn cái tấm này rồi ok rồi nhá. Bấm vào cái tấm này netting. À, netting mình sẽ thấy cái vị trí nó ở đây đúng không? Và cái quan trọng nhá, có một cái lưu ý là khi mọi người làm cái sẻ vạch uốn cong này này thì mọi người nên đánh lên, mọi người nên bao lên cái tấm lót của cái máy CNC trước để mà cái nền của mình nó phải phẳng tuyệt đối. Trong một số trường hợp là ví dụ như cái tấm lót của mình nó không bằng phẳng ấy, thì có chỗ xẻ ra thì bị dày, có chỗ thì bị mỏng quá. Ví dụ trong trường hợp là mình để xuống là mình giả sử cái tấm của mình là 17 nhé, thì mình cho con dao của mình hạ 16, thì những cái chỗ nào mà cái mặt nền của mình nó bị thấp quá ấy, thì cái mình lại không hạ đủ 16, và khi đấy là cái chỗ đấy nó sẽ bị dày, và bị dày thì không uốn được. Hoặc là cái chỗ nào cái mặt nền nó bị gồ lên cao quá thì nó lại bị thủng mất. Đấy, cho nên là cái vấn đề mà mọi người cần quan tâm trước ấy, đấy là cái mặt nền của cái tấm CNC của mình, cái tấm lót máy CNC nó phải phẳng tuyệt đối. Cho nên là trước khi làm cái tấm uốn cong mọi người nên bào cho nó một phát. Đấy, bỏ ra khoảng tầm 10 phút, 15 phút bào cái nền nó đi. Thì xảy ra thì nó sẽ tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xuất đế ghép cái tấm này ra để mình làm dao nhá. Rồi mình sẽ xuất ra màn hình này. Đấy, đặt tên là cửa ống cong. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bật cái ad file lên. Đây, ad file của mình đang có sẵn một cái ở đây rồi. Nếu như mọi người đang có sẵn một cái bộ dao mẫu rồi thì mọi người nên sửa luôn trên cái bộ dao mẫu của mọi người nhé. Ở đây mình sẽ thực hiện, mình nhập đế ghép vào này, nhập đế ghép vào. Rồi mình sẽ nhập đến cái thứ mục là cửa ống cong đâu. Ồ, đây nhập đế ghép này. Rồi thì đây chỉ là cái mình vẽ ra để mình làm dao mẫu, cho nên là mình cũng không nhất thiết phải netting. Đấy, không nhất thiết phải netting. Bây giờ mọi người sẽ thực hiện là đưa cái bộ dao mẫu của mọi người vào. Đấy, đưa bộ dao mẫu vào nhá, vì đằng nào mình cũng phải tích hợp cái đấy vào cái con dao mẫu mà đúng không. Mình sẽ bấm một nút màu vàng này, mình tải một cái bộ dao mẫu vào. Mình sẽ tải một cái bộ dao mẫu của mình vào. Đây. À, mọi người đừng quan tâm có bao nhiêu con dao mẫu. Ở đây nhá, ở đây cái bộ dao mẫu của mọi người á, thì hàng ngày mọi người đang sử dụng cái bộ dao mẫu này rồi. Ví dụ ở đây là mình đang cần tạo thêm một cái rãnh đúng không, thì cái lệnh của nó là lệnh hạ nền, thì mình sẽ phải tìm lấy một cái con dao hạ nền ở trong này. Ở trong này mình có cái rãnh nét này,
mình có cái ở đây có hạ lên 15.5 này, hoặc là hạ lên 20 mm này, hoặc là hàm kính bất kỳ một cái con nào ở trong này nó đang sử dụng cái lệnh hạ nền, thì mọi người có thể là copy nó lên. Giả sử trong cái trường hợp này mình có cái con dạng led của mình là đang là cái lệnh hạ nền đúng không, thì mình ấn chuột phải của con dạng led, mình chọn duplicate, nếu như tiếng Việt thì mọi người chọn là bản sao, được chưa, ấn nút duplicate này. Sau khi duplicate lên thì mọi người sẽ sinh ra một con dạng led nữa ở bên dưới, tên nó giống hệt con ở trên nhưng mà nó có thêm cái mẫu ngọc vuông là một. Thì đầu tiên là mình sẽ thực hiện, mình ấn chuột phải, mình chọn rename hay chọn đổi tên đấy. Đấy, đặt tên là hạ nền kết hoa đi, kết hoa chữ đầu tiên đi, hạ nền còn 1 mm. Thì sau này mình có thể ứng dụng vào hạ nền uốn cong hay ứng dụng vào cái gì thì không cần biết, miễn là tôi chỉ biết là cái lệnh này của tôi là hạ nền còn 1 mm, còn ông ứng dụng vào cái việc gì thì không quan tâm đúng không, hạ nền còn 1 mm. Rồi sau khi đấy là cái việc đổi tên nhé. Đây chỉ là đổi tên thôi, chứ nó chưa đổi chức năng, còn chức năng của nó hiện tại là đang giống như thằng vậy đấy. Thế mình muốn đổi chức năng cho nó thì mình sẽ bấm 2 lần chuột trái vào đây, 1 2 đó, ở chỗ này nhá. Với ván 17 thì mọi người sẽ bật vào đấy 16 đúng không? Thế nhưng mà có một số bạn ấy là các bạn khai báo ngay từ ban đầu, khai báo ở cái ban đầu lúc này ở cái chỗ này này là ván 17.5, như vậy nếu mà nhập 16 vào đây thì nó còn dày quá. Đấy, nó còn dày quá, thế thì lại không muốn được đúng không? Hoặc có một số người lại khai báo ván là 16.9. Đấy, mà mình nhập cắt dép vào đây là 16 ấy thì nó lại bị mỏng quá. Vậy trường hợp đấy làm thế nào? Làm thế nào để mà ví dụ như với ván 17 thì nó cũng vẫn còn một đi, và với ván 18 nó cũng vẫn còn một đi. Vậy thì chỗ này mình sẽ nhập cho mình chữ Z. À, chữ Z ở đây nó sẽ đại diện cho cái độ dày ván ban đầu. Ở đây mình bật thêm một cái add file nữa để chỉ cho mọi người cái chỗ này. Không mà lại hơi khó hiểu. Đây khi mọi người khai báo một cái vùng làm việc đúng không, khai báo vùng làm việc thì có phải đây 1 cái 2 2 4 4, như đây là độ rộng của ván, kích thước dài rộng của ván thì không thay đổi gì đúng không, nhưng mà cái độ dày này thì có người khai báo là 17.1, có người khai báo 17.2, có người 17.5, có người 16.9. Đấy là cái chuyện mà mình cũng đã gặp rất là nhiều. Vậy thì cái chữ Z này, cái chữ Z đấy nó sẽ đại diện cho cái số mà mọi người khai báo vào đây. Nếu mà mọi người nhập 18 thì Z bằng 18, nếu mọi người nhập 17 thì đương nhiên là Z bằng 17 đúng không? Vậy thì chỗ này mọi người nhập chữ Z vào đây. Không được đúng không? Nếu mà dập chữ Z vào đây thì nó đứt mất đúng không? Vậy thì mình sẽ nhập vào là Z-1. Đấy, Z-1. Mọi người sẽ nhập vào đây cho mình Z-1, thì lúc nào cái thông số của mình xuất ra ấy, nó cũng là 1 mm, mặc dù các bạn có khai báo ván 17, 18 hay là ván 15 đi chăng nữa. Thì chỗ này nó Z thêm 1, nó sẽ lấy cái số mà mọi người phải báo chưa đi 1 ly, có nghĩa là còn 1 ly. Ví dụ mọi người muốn còn 1.5, 1 Z chứ 1.5 hoặc là Z chứ 2 gì đó, nhưng mà đây mình sẽ quyết định là để Z chứ 1. Cái con dao đấy mình không cần phải thay đổi rồi, tại vì mình đã copy nó từ cái con dạng nét, thì con dao đấy mình không cần thay đổi, nó là T1 T6. Trong trường hợp mọi người muốn thay đổi thì mọi người sẽ bấm vào nút Select hoặc là bấm vào chữ lựa chọn bản tiếng Việt. Rồi tiếp theo nữa là cái phần selector này, cái phần bộ chọn này, cái phần bộ chọn này mọi người sẽ phải ấn vào đây, mọi người tích bỏ cái dấu tích đang sử dụng ở trong dạng led đi. Đấy, tích bỏ hết đi, kiểm tra một lượt xem có tích nhầm một cái nào nữa không đúng không, kéo từ trên xuống dưới, kéo trên xuống dưới, à không nhầm một cái nào đúng không. Và bây giờ mình sẽ tích vào cái thằng tên là hạ nền Z1. Đây nó là hạ nền Z1, thì cái này lấy ở đâu ra, cái này lấy ở đâu, cái này mình sẽ nhắc lại ở bên ABS. Đây hạ nền Z1 mình lấy ở đây ra. Đấy, nó sẽ đây cái chữ hạ nền Z1 đúng không, cái chữ này nó chắc chắn là nó sẽ chung với cái chữ ở bên này. Đây nó sẽ chung với cái chữ bên này, và ấn vào add socket with phương pháp này. Đây, bản tiếng Việt là liên kết với đường chạy dao đấy. Rồi sau mọi người ấn vào các cụ đấy tính toán đó, như vậy là mọi người thấy là nó sẽ bao cho mọi người là một cái dãy như này, được chưa. Ok, sau khi làm như vậy xong, mọi người sẽ phải ấn vào cái chữ toolpath này, ấn vào cái chữ toolpath. Đấy, ấn vào chữ Close này và bấm vào cái nút giữa này, lưu cho dao mẫu lại. Thì khi mình thực hiện lưu dao mẫu như này là mình đã bổ sung thêm con hạ nền còn 1 mm vào cái dao mẫu của mọi người đang sử dụng hàng ngày. Đó, mình sẽ bấm vào đây, thấy chưa, ấn Yes. Đấy, lưu đen luôn đấy. Đó, như vậy thôi. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp mọi người có thể khai thông được cái ý tưởng mà chuẩn bị phải làm cái dãy bo cong. Nếu như mọi người thấy cái video này của mình hay thì mọi người tặng cho mình một like, một comment và một đăng ký kênh thì rất là tốt.